Quyền năng Giêsu thật lớn thay, Ngài giang cánh tay quyền bình ấy, Ngài mang an ninh đến trên đất này, rồi mọi người muôn dân sẽ biết Chúa này. Chào các bạn, mình là Nam ở bên cửa hàng nhà cụ Isaac. Và ngày hôm nay ở video này thì mình sẽ không giới thiệu về một mẫu cụ thể nào. Tuy nhiên mình sẽ đi so sánh giữa hai mẫu đàn có phân khúc giá đến gọi là hàng triệu. Bình thường là sẽ có những cái mẫu đàn kiểu trong một cái khoảng giá như nhau, nó chỉ chênh nhau khoảng tầm hai vài trăm nghìn thôi. Ví dụ 1,5 triệu, 2 triệu hay là 800, 1 triệu, ví dụ thế. Ngày hôm nay mình sẽ cho giới thiệu một cái mẫu nó chênh lệch nhau, và hai mẫu đều đạt đến hàng triệu. Thì chúng ta thử xem là nó khác nhau thế nào, và lý do tại sao mà mình hay tư vấn cho các bạn rằng là nếu các bạn có thể đầu tư bao nhiêu tiền để mua cây đàn thì cứ nên mua đàn tốt, cứ nên mua đàn đắt tiền trước nếu mà có thể, chứ không phải là luôn luôn như vậy, chứ không phải đi vay nhá. Rồi, đây thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về cây đàn này trước. Cây đàn mình vừa sử dụng luôn đi. Cái đàn này có mã là OVK1. Các bạn có thể xuất giá ngay dưới tiêu đề của bài viết của mình, trong bài viết của mô tả của mình. Thì cái đàn này mình giới thiệu qua một chút cho bạn nào quan tâm. Đây là cái đàn guitar acoustic. Ngày mai là hai cái đàn acoustic. Mặt trước là gỗ thông, đều là gỗ thông. Mặt cạnh, mặt lưng là gỗ nguyên tấm, và đây là gỗ Ovancool. Và cái cây mình sắp giới thiệu cũng là mặt trước gỗ thông, mặt sau là gỗ hồng đào. Để chúng ta đều là gỗ nguyên tấm nhé. Đã, nhưng mà nó sẽ ở mức độ khác nhau, cao cấp gỗ tốt hơn thì nó rồi cái việc sản xuất gia công sẽ liên quan đến âm thanh của đàn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua với nhau về hình thức. Đây thì có thể giới thiệu cùng nhau, chúng ta sẽ nhìn dễ hơn. Đó, các bạn nhìn form đàn xem với nhau đúng không ạ? Tuy nhiên là sẽ bắt đầu khác nhau, các bạn nhìn chắc chắn là khác nhau rồi, nhưng mà mình sẽ phân tích các bạn thấy khác nhau như nào thôi. Thì còn không có gì mà giá gấp đôi nhau mà lại không khác nhau thì buồn cười. Đấy, đầu tiên là các bạn nhìn thấy thì ngay cái vẻ gọn gàng của nó, tinh chỉnh, thì cái sản phẩm này chắc chắn các bạn nhìn trông nó thanh hơn đúng không ạ? Thanh gọn hơn, nhìn nó sắc nét hơn. Đó. Tất nhiên cái dòng này có cả sơn bóng các bạn nhé. Đây là mình để giới thiệu các bạn. Cái này cũng sẽ có sơn mịn này, ngoài sơn bóng sẽ có sơn mịn. Đèn có ti chỉnh cần. Cần đàn ở đây thì cái sản phẩm này thì nguyên khối, và hiện tại sản phẩm này cũng có cả nguyên khối. Những cây mình đang cầm đây thì là cần ghép ở phần dưới, phần trên thì là liền. Như vậy cũng đảm bảo các bạn rồi. Khóa đúc và dây đàn cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Một bên là dây Alike. Alike các bạn nhé, là của Trung Quốc chính hãng. Còn đây là dây đàn của Dario. Nhưng mà đây là Dario kiểu không phải hàng real, nên là không phải hàng của Mỹ chính hãng đâu. Thấy chưa? Nhưng tuy nhiên thì giá thành nó chỉ hơn nhau có một chút thôi, không đáng kể. Tất cả lượt ngựa đều là xương. Đó, cần đàn acoustic 14 phím đến phần khuyết này. Đó, có thể tùy chỉnh, nhưng mà đây là những cái mẫu cơ bản nên là giống nhau thôi. Khoảng cách phím, tất cả mọi thứ, độ rộng cần đàn như nhau. Nhưng tuy nhiên cái cảm giác khi ôm một cây đàn đắt tiền hơn này, OVK này, mình thấy là chắc chắn rồi, cảm giác về đàn tốt hơn. Cái này có mã là IFS4B, các bạn nhớ nhé, IFS4B. Rồi, về tất cả đường nét gia công, tất cả mọi đường cắt, mọi thứ của nó rất tốt. Đó, tại vì sao mình có video này nữa là vì có nhiều khách hàng muốn mua những cái đàn mà gọi là tầm nó vừa vừa, chỉ khoảng tầm 2 triệu đổ lại thôi, nhưng mà có khi là yêu cầu nhiều quá. Thì để tất nhiên là khi khách hàng là người mua hàng bỏ tiền ra thì chúng ta được quyền yêu cầu. Nên thì mình cũng kiểu vì là mình giải thích, ai cũng giải thích giống nhau, nên mình kiểu ví dụ bây giờ cứ hàng ngày cứ hàng chục khách hàng hỏi điện hỏi thì mình phải là có những video để khách hàng có thể, nếu khách hàng mà xem rồi thì chúng ta có thể hiểu được, để đỡ chúng ta cũng sẽ không cần phải hỏi nữa, chúng ta biết rồi đúng không ạ, chứ không cần phải mất công hỏi rồi mình bảo lại không thể có được rồi. Giải thích nó như nhau cả, nên là mình sẽ cũng là làm cái này mục đích cho các bạn hình dung là những cái đàn gọi là gì ạ, chúng ta thường quan tâm đến ba tiêu chí là đàn thì phải hay này, đẹp đấy, và giá thành.
thì như vậy nếu mà đẹp và hay thì giá thành nó sẽ cao. Ví dụ như cái này, đẹp và hay, lát các bạn nghe hay, đẹp thì đây rồi đúng không ạ? Rồi nếu mà các bạn muốn là đẹp này, không cần hay thì có thể giá nó vừa vừa, hoặc là không cần gọi là đẹp nhưng mà không hay, hoặc là không đẹp mà hay, ví dụ thế. Tức là một trong hai tiêu chí đấy thì nó sẽ có quyết định cái tiêu chí thứ ba là giá nó sẽ như thế nào. Đó đúng không ạ? Còn nếu mà tất cả đều là tiêu chí đều là mắc là đẹp hay thì nó phải cao rồi đúng không ạ? Kéo theo là phải cao. Đó. Rồi bây giờ về âm thanh các bạn nghe thử nhá. Để mình đánh vào bài hát thôi. Sắc nét tất nhiên rồi, đây quay khá kỹ nha các bạn, đấy gần như là thật nhất đấy, mình đã để chế độ gọi là nhìn quay thật nhất đấy, chứ không có vì chỉnh sáng chỉnh tối gì cả, nó sẽ làm cho nó sáng nó sai cái vùng được. Còn cá nhân mình cảm nhận nhìn ở trong và ngoài gần như là giống nhau, có thể các bạn nhìn ở ngoài sẽ đẹp hơn đấy, vì khi bạn cầm trực tiếp thì bao giờ nó cũng thích hơn mà. Đó, và hai cái này thì cũng hay là mình chọn hai cái đàn này thì đều đánh dấu phần này nên các bạn sẽ không thắc mắc. Nhưng bạn biết rồi thì không sao, nhiều bạn kiểu khách hàng chúng ta mới chúng ta hay thắc mắc là sao có cái chấm ở trên này. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cây đàn rẻ hơn. Đó. Thực ra các bạn với cái đàn này ấy, so với cái cây đàn FS2 LRC của nó thì đây là cây đàn phiên bản cao cấp hơn, và nó chênh hơn dòng FS2 LRC đến 500-600 nghìn rồi đấy. Thì so với cái dòng FS2 LRC thì nó đã đẹp hơn rồi đó. Nhưng tuy nhiên để mà so sánh với một cái dòng đẹp mà gọi là có thể nói là gọi là ở siêu đẹp đi thì nó vẫn là một cái gì đó xấu hơn. Và như vậy thì đấy là lý do các bạn nghe thử nhá, âm thanh của cái dòng đắt tiền hơn này nó khác nhau, nhưng mà tuy nhiên ví dụ nếu về độ đẹp thì cây này nó là ví dụ 10 điểm thì cây này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 7 điểm thôi. Nhưng về âm thanh các bạn nghe thử này một lần nữa nha, chắc chắn này thì mình cảm thấy rằng cây này là nếu cây này 10 điểm thì cây này nó đạt đến khoảng tầm trên 8 điểm đấy, cá nhân mình cảm nhận như vậy. Thì để các bạn thấy rằng là thì so với độ đẹp của hai cây này thì cây này lại quá đẹp và cây này nó ở mức độ, mặc dù so với cây tức là có cái sự tương đối, mặc dù với hàng thấp hơn nó đắt được, ai đẹp hơn và đắt hơn, nhưng mà để mà độ đẹp được hoàn hảo gọi là rất đẹp như cái này thì nó lại kém đấy. Và như vậy đấy là lý do mà các bạn nghe thử thấy âm thanh của nó khá ổn, nhưng mà tuy nhiên giá của nó lại chưa, tức là giá của nó chưa được bằng một nửa của cái cây OVK này, nhưng mà cái âm thanh của các bạn thấy không, đã được khá nhiều rồi. Tất nhiên nữa thì một cái đàn đẹp, một cái đàn tốt thì nó sẽ có nhiều, còn nhiều thứ chúng ta cần phải xem rồi về cảm giác bấm. Tuy nhiên cái này thì bấm thấy tốt đó. Thì để qua đây giải thích cho các bạn rằng là mọi thứ nó có cái sự tương đối của nó. Đây là lý do khi mà khách hàng cứ hỏi bên mình là cái dòng đấy có dùng được không. Ví dụ như là mới tập chơi thì dùng cây đàn 600 hay 700 hay 1 triệu có được không đấy, hoặc là nếu mà dùng mới chơi, hoặc là kiểu dùng cái cây 1 triệu rưỡi có ổn không, dùng cây 2 triệu có tốt không, thì mình lại phải xem lại tốt ở mức nào. Nên là khi mình cứ hỏi khách hàng là tốt sẽ ở mức theo cái, tức là cái hệ quy chiếu, cái tương đối khách hàng tốt so với cái gì. Vì nhiều khi khách hàng là một người mới tập chơi nhưng mà lại vì lại đã từng xem cái đàn rất chuyên nghiệp, đã cầm những cái đàn đến 5-7 triệu chẳng hạn, thì như vậy khi hỏi mình thì nó hơi khó để trả lời. Nên là mong rằng khách hàng khi mà muốn mua hàng thì những khách hàng biết rồi thì có thể tốt nhất là nên cung cấp cho bên mình một, tức là càng nhiều thông tin để bên mình biết được cái nhu cầu của khách hàng, và giống như là cái mức độ mà khách hàng đang mong muốn đặt đến là như nào. Ví dụ như hai cây này, ví dụ cây này nhé, ví dụ nếu mà khách hàng bây giờ đang muốn mua cây đàn 1,5 triệu, cây đàn mà mình bảo nếu mà muốn đẹp hơn nữa thì thế nào, thì mình sẽ giới thiệu cây đàn này và nó đẹp hơn thật so với cây 1,5 triệu, cây này đẹp hơn khá nhiều, cây 1,5 triệu ví dụ 7 điểm, cây này được 10 điểm cơ. Nhưng mà tuy nhiên ví dụ khách hàng đó lại xem một cái đàn 5 triệu hay 10 triệu bên nào đó và bảo cũng tương đối một chút, thì như vậy khách hàng đang để so sánh với một cây đàn 10 triệu thì cái cây này nó không là cái gì cả, và 10 triệu thì phải đem cây này cho so sánh. Đấy, nên là mong khách hàng thông cảm là khi
có gọi điện đến mà hỏi thì đôi khi bên mình hỏi hơi nhiều, thì nhiều khi khách hàng giống như bảo có bán hay không mà sao lại cứ hỏi, bây giờ tôi cần tư vấn thì phải giới thiệu luôn cho tôi đi, tại sao cứ phải hỏi nhiều như thế. Đấy thì mong khách hàng thông cảm, thì 5 năm rồi Isaac vẫn gần như là một mình là người hỗ trợ khách hàng ở trên các fanpage trên Zalo. Gần đây mình đã chuyển lại cho các bạn nhân viên, đã có một thời gian mình chuyển lại cho các bạn đây rồi, tuy nhiên thì các bạn ý chỉ giống như là khi khách hàng nhắn tin đến và các bạn giới thiệu mẫu luôn, và nhiều khi khách hàng chọn xong khách hàng không hài lòng, và khi mua về rồi khách hàng cảm thấy chưa thỏa mãn và khách hàng lại không biết là các cây đàn nó có mức nào. Nhiều khách hàng mua xong cây đàn 1 triệu xong bảo cho cây đàn nghe chán thế, nó không giống như cây đàn kia, và bên mình giới thiệu cây đàn 3 triệu và sao trước không giới thiệu luôn đi, ví dụ thế. Thì nhưng mà đấy là do các bạn nhân viên các bạn ấy không có hỏi và các bạn tư vấn luôn, thì sau đó các bạn đó bên mình cũng không có cho tư vấn nữa, và sau đó tất cả mọi tư vấn lại đổ dồn về mình, và khi đó thì cái thời gian nó không đủ để mà đáp ứng. Bây giờ bên mình lại tiếp tục, không phải là không có nhân viên để mà hỗ trợ, nhưng mà thực sự nhân viên các bạn sẽ làm ở góc độ khác, thì mình cũng muốn tìm kiếm những bạn nhân viên thực sự mang cái tâm tình của bên mình, của những cái của mình, đúng hơn là của mình, mang cái tâm tình đó, tức là phải đem cho khách hàng những cái điều gì tốt nhất, những cái điều gì mà nó phù hợp nhất với khách hàng. Thì để điều đó được thì phải hiểu được tâm lý của khách hàng, hiểu được cái mục đích của khách hàng, và như vậy thì cần phải hỏi nhiều. Nhưng mà làm sao để hỏi nhiều mà khách hàng không cảm thấy giống như là bị hỏi cung, thì lại phải khéo léo, và điều đó thì nó lại là một cái câu chuyện mà nó cần một cái người không chỉ có cái khả năng về đàn, mà nó cần có cả một cái tấm lòng, có một cái niềm đam mê với công việc, với cái niềm yêu thích tư vấn, và cái niềm cái lòng yêu thương khách hàng nữa. Để có một yếu tố đó thì nó không hoàn toàn là không phải là dễ dàng. Có nhiều người nói cho họ bảo trả lương cao đi, nhưng mà thực sự nếu mà để trả lương cao được làm điều đó thì nó lại không phải là cái tấm lòng thật sự, được chưa? Còn tất nhiên bên mình sẽ có cái cách, có những cái mình cũng có những cái chế độ để cho anh em có thể làm việc tốt rồi. Đấy, tâm tình một chút với khách hàng như vậy, để mong rằng khi khách hàng, những khách hàng nào đã mua sản phẩm của Isaac sẽ tiếp tục quan tâm, sẽ tiếp tục theo dõi, và nếu có ai đó cần hãy tiếp tục nhớ đến Isaac, vì nếu mà không có những cái điều đó thì cũng là một cái sự thiếu, là cái đà tăng trưởng cho bên mình. Và nếu mà giống như là mình không có đà thì cũng khó để có thể đem những cái sản phẩm tốt đến với tay của khách hàng, được chưa? Đó rồi, sẽ dừng ở tại đây thôi, thì có thể khi nói ra thì sẽ nhiều, và kết thúc lại bằng cái việc để đặt hàng thì chúng ta làm thế nào. Các bạn có thể liên hệ qua hai số điện thoại, đó là 0936 984 989 và 097 135 3332. Cơ sở chính ở tại số nhà 42 Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đối diện với lại phòng cháy chữa cháy của quận Bắc Từ Liêm. Và khách hàng có thể đi xe bus 32, 29, 20 hoặc là đi xe khách. Những cái xe nào mà đi qua Sơn Tây, quốc lộ 32 là đi qua bên mình, vì đi đến bên Sơn Tây chứ còn chưa đi qua đâu, vì bên mình là cách Sơn Tây 40-50 cây cơ, nhưng mà ý là bên ở đường quốc lộ 32 thì là các cái xe đi Sơn Tây nó sẽ đi qua. Thì khách hàng nào có xe khách đi qua Sơn Tây là có thể hỏi đi và nhắn cho bên mình dừng ở điểm nào, bên mình sẽ nhắn các bạn, hoặc là các bạn bảo dừng ở điểm Kiều Mai, dừng ở điểm Cầu Diễn ví dụ vậy, thì xe khách họ chắc chắn sẽ biết thôi. Khách hàng nào không đến được thì cũng rất đơn giản, bên mình vận chuyển toàn quốc, và có một cái vấn đề đó là khách hàng hãy xem thêm nếu mà không thể qua được, vì nó sẽ liên quan nhiều đến vấn đề tin cậy, vì chúng ta không được gặp mặt trực tiếp. Đây, cái vấn đề tin cậy vấn đề quan trọng. Một mặt thì bên mình đã giới thiệu rất nhiều video, đã làm việc được bao nhiêu năm tháng rồi, và khách hàng ít nhiều có những khách hàng theo dõi đến có những khách hàng theo dõi 3-4 năm rồi, biết bên mình như thế nào rồi thì cũng yên tâm hơn. Tuy nhiên có những khách hàng mới thì chưa biết thì có thể xem thêm, và khi yên tâm rồi thì khách hàng cũng yên tâm đặt cọc. Còn khách hàng nói rằng thế bên mình không tin tưởng khách hàng hay sao, nhưng mà vì là các bạn chỉ khách hàng chỉ nhắn tin đến nên mình cũng không biết khách hàng là ai, cũng không có ý để nghi ngờ, nhưng mà giống như là như vậy thì nó sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn cho bên cửa hàng, vì cái việc tư vấn không phải là nhanh để mà có một cái đơn hàng, và như vậy lại mất thời gian giải thích thêm rồi đặt cọc thế này thế khác, nó hơi mất thời gian. Nên là mong khách hàng hãy xem thêm những thông tin. Còn nếu mà yên tâm rồi thì khách hàng cứ đặt cọc thôi, chuyển khoản qua số tài khoản bên mình cũng sẽ để ở bên dưới này. Hoặc là nếu khách hàng không có tài khoản ngân hàng xa có thể mua thẻ cào giúp bên mình. Tất nhiên thì đây là phương án mình cũng không mong muốn vì thẻ cào khá nhiều rồi. Ok rồi, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các vị khách hàng trong các video sau. Xin chào.